Chào bà con cô bác đến với khu vườn nhỏ của Andy. Ở đây không trồng rau củ quả mà chỉ có video clip về tarot và oracle xương xương thôi. Thì ở đây mình có hôm nay thì mình làm chủ đề đó là inner voice, thì là cái tiếng nói bên trong, hay là còn gọi là tiềm thức hoặc là cái phần ý thức ở bên trong của các bạn, nhưng mà các bạn ít khi nào để ý tới, muốn nói hoặc là muốn gửi thông điệp gì đến các bạn. Thì ở đây mình sẽ có tụ 1 viên đá màu thạch anh tím, tụ 2 viên đá thạch anh hồng, tụ 3 là viên đá mắc hổ. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian 5 giây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào giải bài tụ 1 viên đá thạch anh tím. Đối với những bạn chọn tụ 1 viên đá thạch anh tím, chúng ta có lá 5 cốc, chúng ta có lá 6 kiếm và chúng ta có lá The Mirror. Thì đối với những bạn chọn tụ 1 á, thì cái điều mà bên trong tiềm thức hoặc là cái inner voice của các bạn muốn nhắn nhủ đến các bạn đó là gì? Đầu tiên đó là 5 cốc. Mình cảm giác cái năng lượng tổng quan của 5 cốc nó là một cái gì đó, nó mang tính gọi là mình cảm giác cái ấn tượng của mình là cái sợi dây màu đỏ này nè. Nó giống như thường tượng trưng cho những cái gì thuộc về cái duyên. Cái duyên ở đây mình không đơn giản gói gọn trong một cái từ gọi là tình cảm, mà mình có thể nói là những cái điều mà các bạn tiếc nuối, những cái điều mà các bạn nghĩ là các bạn đã từng có, từng sở hữu, hoặc là những cái điều mà các bạn mong ước, mong chờ. Tức nghĩa là nó bao hàm vừa cả quá khứ lẫn tương lai. Mình cảm giác bạn giống như là cái nhân vật ngồi đây. Các bạn, mình không biết lý do vì sao các bạn lại đơn độc, hoặc là cảm giác mệt mỏi, hoặc là cảm giác buồn chán như vậy. Nhưng có thể tâm trạng hoặc tâm lý, hoặc là cái tâm hồn của các bạn nó giống như cái người năm cốc. Mình cảm giác như có sự mệt mỏi, cảm giác có nhiều cái mà nó khiến cho các bạn không có động lực, hoặc thậm chí là đôi khi mình cảm giác các bạn không muốn làm bất cứ cái gì trong bất kỳ hoàn cảnh gì. Tức nghĩa là người ta thường nói kiểu giống như là một người cảm giác mệt quá, hoặc là họ bế tắc quá, cho đến lúc nào đó họ cảm giác họ buông bỏ mọi thứ là lúc mà mình gọi là cái tâm hồn họ đã chết rồi á. Thì gần như họ không muốn bất kỳ có một sự thay đổi nào nữa, bởi vì họ đã cố gắng quá nhiều. Mình cảm giác cái 5 cốc ở đây, cái 4 cốc này nó đã úp xuống, chỉ còn một cốc mở lên. Cái người này họ nhìn, không phải họ nhìn vào cái cốc còn úp là mở lên, tại vì đối với họ những cái gì đã trải qua thì đối với họ cũng đã xong rồi. Cái thứ còn lại của họ là một cốc. Tức nghĩa là mình cảm giác như đối với họ cái việc mà còn cơ hội đối với họ nó không quan trọng nữa. Mình cảm giác cái 6 kiếm ở đây nè, nó giống như cái câu chuyện mà người này họ nghĩ đến, giống như là mình cảm giác giống như là họ muốn bỏ chạy, hoặc là họ muốn đi tìm lại. Mình cảm giác câu chuyện này nó rất là nhiều thứ, có thể giống như là một mối quan hệ, một cái câu chuyện nào đó mà nó liên quan đến tình cảm, sự tiếc nuối, hoặc là tuổi thơ, hoặc là những cái gì nó liên quan đến sự trưởng thành, hoặc là cuộc sống nói chung. Mình cảm giác tâm hồn của người này nó mệt mỏi và họ đi tìm cái 6 kiếm. 6 kiếm này tức nghĩa là một cái vùng trời nó sáng, nó bình yên, họ muốn đi tìm một cái không gian riêng, một cái nơi riêng cho bản thân họ, để họ được nuôi dạy, để họ được phát triển cái con người bên trong. Mình cảm giác cái con người bên trong của họ là cái đứa trẻ ở đây. Và cái điều mà họ muốn là đi đến một cái nơi mới, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát hơn, để họ có cơ hội họ phát triển, hoặc là có cơ hội họ làm lại. Nhưng mình cảm giác giống như là cái hy vọng này là một cái gì đó mà đôi khi họ cảm giác mình có cố gắng nữa hay không, mình có cố gắng đấu tranh vì nó nữa hay không, mình có vì nó mà mình làm tiếp nữa hay không, mình có làm được hay không. Tức nghĩa là rất là nhiều thứ. Hoặc nếu nó liên quan tới chuyện tình cảm thì giống như là bạn có còn tin vào tình cảm hay không, bạn có còn yêu hay không, bạn có còn muốn mở lòng với mình, với người khác hay không. Hoặc đơn giản là về cuộc sống cũng vậy, công việc cũng vậy. Tức nghĩa là những cái gì thất bại, những cái gì trục trặc, những cái gì mà nó làm cho bạn chùn bước, nó đang đè nặng lên bạn rất là nhiều. Và phần tâm lý lẫn cái tâm hồn, lẫn cái kỳ vọng, lẫn những cái gì bên trong của các bạn, mình cảm giác nó mục rửa. Nhưng cái mục rửa của các bạn mình không nói nó theo kiểu như là một người sai phạm họ mục rửa, mà là một cái gì đó mình cảm giác như là đôi khi con người ta cảm giác mệt mỏi và yếu mềm, và họ cảm giác họ muốn buông xuôi. Thì cái thông điệp của cái inner voice của các bạn đó là gì? Đó là mình cảm giác giống như là có thể tổn thương của các bạn rất là nhiều. Và thạch anh tím nó thường mình cảm giác nó cũng, mình cũng thấy nó rất là trùng hợp. Tức nghĩa là kiểu giống như là thạch anh tím nó kiểu như là một cái gì đó nó mang tính của cái năng lượng mà nó mang tính chữa lành những cái thứ thuộc về tiềm thức rất là nhiều. Và mình cảm giác như cái đá là the mirror ở đây, mình những lần trước mình giải thì mình nói the mirror nó sẽ là phản chiếu lại cái hình ảnh của các bạn, nhưng lần này mình lại không muốn các bạn phản chiếu. Mình cảm giác giống như là hay đập bể cái mảnh kính đó đi,
những thứ nó đã không còn thuộc về các bạn nữa. Mình cảm giác giống như là nếu các bạn cứ nhìn vào đó và các bạn thấy các bạn bạn là một người tệ, một cái người bạc nhược, một cái người thất bại, một cái người không còn nhiều chí hướng nữa, tức nghĩa là các bạn đang nhìn vào những cái gì đó, một con người mà các bạn không muốn, thì các bạn hãy đập bể tấm kính đó đi và để cho những cái thứ thuộc về quá khứ, thuộc về cái cũ, nó giống như những cái mảnh kính đó, nó bể hết đi và các bạn bắt đầu lại. Hoặc nếu thậm chí các bạn chưa bắt đầu được thì các bạn cứ buông nó qua, bỏ nó qua một bên, bởi vì những cái gì đó, cái sự phản chiếu đó nó không giúp được gì hết cho các bạn, nó chỉ làm cho cái tâm hồn của các bạn nó vụn vỡ giống như cái mảnh kính vậy á. Và mình cảm giác giống như cái việc mà các bạn cứ lắp lại, tức nghĩa là các bạn đập vỡ nó rồi các bạn lắp lại, đập vỡ nó lắp lại, thì cái việc đó nó chỉ làm tổn thương bạn nhiều hơn thôi. Và cái tiếng nói bên trong của các bạn nó chỉ khuyên các bạn là hãy cho bản thân mình một cơ hội, ít nhất là một cơ hội, hoặc là hãy làm một cái gì đó đi. Thì đó là cái thông điệp của tụ số 1. Mình sẽ chuyển sang thông điệp của tụ số 2, viên đá thạch anh hồng. Chúng ta có lá The Magician, lá chính cốc và lá The Change. Thì đối với những bạn chọn tụ 2, thì cái điều mà mình muốn cái tiềm thức hoặc là cái ý thức bên trong, cái inner voice của các bạn muốn nhắn nhủ với các bạn đó là gì? Đó là mình cảm giác nha, những cái bạn ở chọn tụ 2 trái ngược lại với những bạn chọn tụ 1, mình cảm giác cuộc sống của các bạn nó không có tệ. Nếu tụ 1 là những người không có quá nhiều cơ hội trong cuộc sống, may mắn không mỉm cười với họ, hoặc là thậm chí đôi khi là xui xẻo, đôi khi là những cái sự trục trặc về tình cảm, về cuộc sống, về định mệnh, lỗi tại định mệnh, thì tụ 2 mình lại cảm giác đó là những con người có được những cái cơ hội. Cơ hội đây là gì? Chính cốc ở đây mình cảm giác bạn, mình chắc chắn một điều, tệ lắm, những bạn chọn tụ 2 đều có một cái nền tảng về tài chính, dù là do tự bạn tạo ra hay là do gia đình bạn có sẵn, đều nằm từ mức trung bình khá đổ lên, không thể nào là xuất phát từ một gia đình nghèo được hết. Và mình cảm giác là cái điều mà các bạn đang không làm được đó là một sự thay đổi. Mình cảm giác cái lá năng lượng chính trong cái tụ bài này là nằm trong chính cốc, mà chính cốc của bộ này mình luôn luôn cảm giác là một cái người có thừa nhiều thứ nhưng không bao giờ xài hết, là một. Thứ hai là một người mình cảm giác đôi khi họ chỉ nghĩ mọi thứ rất là đơn giản, hoặc họ nghĩ những thứ phức tạp theo cách mà họ nghĩ, chứ thực chất cuộc sống của họ không phức tạp như họ nghĩ. Mình không nói các bạn sai hoặc là so sánh giữa bạn với những bạn thuộc tụ 1, bởi vì mỗi người sinh ra đều có một cái số mệnh riêng, một cái cuộc sống riêng, xuất phát riêng. Nhưng mình cảm giác giống như là nếu thật sự các bạn đã nhận thức được cái vị trí, cái vị thế, cái sự cố gắng của các bạn thật sự chưa đủ, thì hãy tận dụng cái chính cốc này bằng cái lá Magician. Tức nghĩa là Magician là một người rất là giỏi, họ học rất là nhiều, hoặc là họ có khiếu để học. Thì dù họ học cái gì đi chăng nữa, học đây là về kiến thức hay học về tay nghề, học về tay nghề theo kiểu giống như là vẽ, đàn, nhảy, múa, rồi chụp ảnh, hay là làm một cái gì đó, nấu ăn, hoặc là về kiến thức chuyên môn như theo kiểu như là viết nè, rồi kiểu giống như là làm những cái kiến thức mà nâng cao lên á, tức nghĩa là học tên, học cao, du học này họ, thì bạn hãy cố gắng tận dụng cái nguồn lực từ bên trong lẫn bên ngoài, tức nghĩa là từ cái sự thông minh vốn có của các bạn, hoặc là từ cái sự hỗ trợ từ phía gia đình, từ phía hoàn cảnh, môi trường sống, tức nghĩa là các bạn đang có những thứ các bạn cần. Và cái thông điệp của các bạn đó là tụi bay hãy cố lên. Những cái cố lên của tụi bay đó đây là gì? Đó là The Change, tức nghĩa là hãy thay đổi. Thật ra cái lá này ở trong phim hoạt hình nó là một cái kiểu như là thay hồn, tức nghĩa là thay đổi cái hồn giữa người với người. Thì cái lá hoạt này trong hoạt hình thì kiểu giống như là mình cảm giác giống như trong cái tụ bài này nó theo kiểu như là tụi bay đang có một cái vỏ, nhưng cái phần ruột của tụi bay nó chưa có được ổn, thì tụi bay hãy làm sao để cho cái ruột của tụi bay nó cũng dày lên như cái vỏ của tụi bay. Chứ một cái người họ có một cái vỏ nó quá hoàn thiện, nhưng mà cái ruột của họ, cái ruột ở đây mình không nhấn mạnh là về trí khôn, về tâm hồn hay là về cách sống, mà là về một cái gì đó nó thuộc gọi là sự trưởng thành hoặc quan điểm sống. Thì nếu mà các bạn chọn, các bạn muốn phát triển lên, mạnh mẽ lên, giỏi lên, hoặc là xứng đáng là một cái người nào đó trong cuộc đời này, thì các bạn hãy thay đổi từ bây giờ. Thì đó là thông điệp của tụ số 2. Mình sẽ chuyển sang thông điệp của tụ số 3, viên đá mắc hổ. Chúng ta có lá 5 tiền, 3 tiền và The Time. Thật ra đối với mình, những bạn chọn tụ 3 thì cái thông điệp bên trong, hoặc là cái thông điệp từ cái inner voice của các bạn á, nó mang tính gọi là thúc đẩy.
Đối với mình, năng lượng chính của lá này lại là lá lá ba tỳ. Tức nghĩa là mình cảm giác trong cái câu chuyện của những bạn chọn tụ ba là một cái sự lưng lửng giữa những bạn chọn tụ một và tụ hai. Nếu tụ một là những người xuất phát điểm của họ cực kỳ thấp, tụ hai là những người xuất phát điểm cực kỳ cao, thì tụ ba là những người mình nằm ở cái khung giữa giữa. Tức nghĩa là bạn xuất phát từ một cái gia đình có thể thấp, hoặc là từ một cái nơi thấp, bạn cố gắng hoặc là gia đình bạn cố gắng để vươn lên trở thành một cái người trung bình khá hoặc là khá, thì mình cảm giác cái việc mà các bạn đang loay hoay ở thời điểm hiện tại, mình không biết nó liên quan tới tình cảm hay công việc hay cuộc sống, nhưng mình cảm giác cái thông điệp này đó là gì? Nếu tụi bay cảm giác như cái tâm hồn của tụi bay nó đang không đủ mạnh mẽ như năm tiền, tức nghĩa là có sự thiếu thốn, đang chống chịu, đang cố gắng gồng. Mà người ta nói gồng quá thì đứt áo vú, thì kiểu giống như của nói bên là gay hay là bên bên bông trái thì người hay nói đùa thì kiểu vậy, tức nghĩa là hãy sống thật. Thì kiểu giống như là nếu thật sự tụi bay cảm giác được tụi bay ở cái mức mà chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn thiện, thì ba tiền tức nghĩa là hãy tạo lên đi, hãy xây dựng lên đi, hãy đi học đi, hãy làm thêm một cái gì đó đi. Thời gian là cái tụi bay có, nhưng thời gian là cái hữu hạn, nó không phải vô hạn. Và mình cảm giác cái thông điệp của tụi bay này nó rất là thực tế, theo kiểu đó là nếu tụi bay nghĩ tụi bay không có đủ thì tụi bay cần phải làm một cái gì đó để có, ít nhất là nếu đốt những cái gì ở đây. Mình cảm giác cái thông điệp của tụi ba nó theo kiểu là gì, tức nghĩa là các bạn thường là những người hơi cầu toàn, hay suy nghĩ về những cái thứ giống như là à, để làm được cái A ta cần phải có cái B, để có cái B ta phải có cái C, thì không có A thì không có B, mà không có B thì không có C, tức nghĩa là các bạn sẽ không làm. Thì mình cảm giác như là hãy làm để có cái A, sau có A rồi sẽ có B, và sau có B chúng ta sẽ có C, chứ đợi khi mà có đủ hết ABC thì chúng câu chuyện nó đã qua rồi. Thì mình cảm giác giống như là cái tình cảm hoặc là cái vấn đề của các bạn nó nằm ở bên trong cái đống lửa này nè, tức nghĩa là các bạn chọn cách đốt nó đi, đốt đi để có một cái gì đó mới. Tức nghĩa là nếu bạn cảm giác cái tính cách đó, cái quan điểm đó, cái tình cảm đó nó không còn phù hợp với các bạn nó nữa thì bỏ nó đi, hoặc là cái mối quan hệ đó nữa nó không còn phù hợp với các bạn thì bỏ nó đi, chúng ta bước qua một câu chuyện khác, là chúng ta sống tốt hơn, chúng ta hoàn thiện bản thân hơn, chúng ta đẹp hơn, chúng ta giảm cân, chúng ta tập thể hình, hoặc là kiểu giống như là chúng ta học thức của chúng ta nâng cao lên, hoặc là công việc của chúng ta nâng cao lên, thì mọi thứ nó sẽ khác, quan điểm cách sống của chúng ta khác thì mọi thứ nó sẽ khác. Mình cảm giác giống như là có thể trong tụ ba này có những bạn đang mất định hướng, mình cảm giác như cái niềm tin, cái sự định hướng trong cuộc sống hoặc kế hoạch xây dựng về cuộc sống của các bạn nó đang lung lay. Và mình cảm giác là the time ở đây nó theo kiểu giống như là cái gì cũng cần có sự trải nghiệm và cái gì cũng cần có thời gian. Mình cảm giác như the time ở trong phim hoạt hình đó là quay về một cái mốc thời điểm nào đó cụ thể, và cái quay về đó nó luôn luôn lặp lại. Tức nghĩa là mình cảm giác trong cái lời khuyên của cái tụ ba này nó là thật sự nếu chúng ta cảm giác chưa đủ thì chúng ta cần phải có cố gắng, và hoặc là phải học được một cái gì đó từ bài học cũ, hoặc nếu chúng ta cảm giác như chúng ta chưa thật sự làm một cái gì đó nó mang tính hiệu quả thì chúng ta cần phải làm một cái gì đó mang tính hiệu quả hơn, hoặc là thậm chí đôi khi chúng ta cần phải hiểu được cái giá trị của sự cố gắng nó cần thời gian chứ nó không phải là chuyện một sớm một chiều. Tức nghĩa là mình cảm giác cái lá the time ở đây nó mang cái nghĩa rất là rộng, tức nghĩa là giống như mình nói thời gian là cái hữu hạn, nếu các bạn biết tận dụng nó thì nó sẽ trở thành sức mạnh, nếu các bạn không biết tận dụng nó sẽ trở thành một cái nhược điểm chí mạng mà theo kiểu ăn mòn từ từ và mỗi ngày, và bạn sẽ không bao giờ nhận ra được bạn đã mất bao lâu để phải làm một cái gì đó hoặc là bỏ lỡ một cái gì đó. Đó là thông điệp của lần này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.